Thưa các bạn, câu chuyện về tân hiệu trưởng Đinh Bằng My của trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn ở tỉnh Phú Thọ lạm dụng tình dục nam học sinh suốt 10 năm qua đã gây rúng động dư luận. Cũng nhờ báo chí vào cuộc mà tên hiệu trưởng dâm ô này đã bị bắt giam và khởi tố. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ ngừng ở đó mà còn nhiều sự kiện đi kèm theo, cũng là những tội phạm không thể bỏ qua. Đầu tiên phải nói là sự dối trá một cách vô cùng trơ trẽn khi ông Đinh Bằng My chối phăng tội lỗi của mình khi trả lời phỏng vấn của đài VTV. Ông nói bằng cả lòng thành như là kẻ vô tội: "Chúng tôi ở đây coi các em học sinh như là con em của mình." Sau khi ông My bị bắt, thì bà Trần Thị Kim Nụ, phó hiệu trưởng lên thay thế. Bà cho biết, sự việc khiến giáo viên và học sinh trong trường hết sức bất ngờ, lại là một sự giả dối nữa, khi mà chính các em học sinh khẳng định việc ấu dâm của ông hiệu trưởng cả trường đều biết. Khi mọi việc đổ bể, bà Nụ cũng khẳng định các phụ huynh cũng chia sẻ là hoàn toàn tin tưởng với việc quản lý của nhà trường. Có tin được bà Nụ không? Khi mà cho đến giờ này, với bao chuyện đồi bại của ông My, bà vẫn khẳng định ông là người liêm chính, mẫu mực, trách nhiệm và chuẩn chỉnh ở mọi phương diện. Thưa các bạn, bao che là một tội lỗi khác của nhà trường. Khi sự việc đổ bể ra, cả tập thể giáo viên của nhà trường đều một mực im lặng, không thấy một ai lên tiếng cho học sinh của mình. Họ tiếp tục bao che để bảo vệ uy tín của trường, nơi mà họ kiếm miếng ăn và thăng tiến, hay vì họ vô cảm với học sinh mà họ có bổn phận phải chăm sóc. Cả hai lý do đều cho thấy sự tồi tệ, đạo đức xuống cấp của nghề giáo tại Việt Nam hiện nay. Thưa các bạn, không chỉ bao che mà còn đồng lõa nữa, hỗ trợ việc ông Đinh Bằng My thực hiện hành vi dâm ô ngay tại nhà trường, khi chính cô giáo lại là người đưa nam sinh lên cho hiệu trưởng làm trò đê tiện. Cả một tập thể giáo chức biết, nhưng cứ nhắm mắt đồng lõa với việc làm của ông My để cho các học sinh của mình tiếp tục bị hại cả chục năm trời. Đồng lõa với tội ác chính là tội ác. Thưa các bạn, trong việc quản lý nhân sự, thẩm định tài năng, đạo đức, chức năng của nhân sự trong ngành thì Bộ Giáo dục hoàn toàn yếu kém. Trước khi bị bắt, ông My được đánh giá là người có năng lực chuyên môn và quản lý tốt, có nhiều thành tích, bằng khen trong quá trình công tác. Tệ hơn nữa, chính con người này lại là người đứng trước học sinh và công chúng để rao giảng về đạo đức, về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước tệ nạn xâm hại tình dục. Thưa các bạn, dối trá, bao che, đồng lõa và yếu kém là những tội ác nhìn thấy được qua vụ dâm ô của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thanh Sơn ở Phú Thọ vừa qua. Thế nhưng người chịu trách nhiệm chính với tất cả những bê bối vừa xảy ra, ông Nhạ vẫn chẳng cần lên tiếng nhận trách nhiệm. Ngược lại, ông đánh bóng hình ảnh mình bằng trò hề là giúp học sinh vuốt lại nếp áo nhăn trên cổ áo. Liệu việc làm trẻ con này của ông có thể xóa được hình ảnh xấu xa của một nền giáo dục mà ông đang lãnh đạo hay không? Facebooker Bạch Hoàng kết luận, một nền giáo dục chứa chấp những kẻ phạm tội là một nền giáo dục tội phạm. Một nền giáo dục dung dưỡng những kẻ vô pháp, vô thiên là một nền giáo dục vô luân, vô đạo. Một nền giáo dục bất lực trước những băng hoại và mục ruỗng là một nền giáo dục đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông Nhạ ơi, từ chức đi, nhục quá rồi.